Hi, xin chào các bạn. Hôm nay kênh Hue Design sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng công cụ để chúng ta có thể chỉnh sửa màu sắc theo nhóm. Ví dụ như trường hợp bây giờ chúng ta đã tạo ra các đối tượng như thế này rồi. Tuy nhiên, chúng ta lại muốn thay đổi màu sắc của cái đối tượng như thế này chẳng hạn. Vậy thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta sẽ click chọn từng màu một và chúng ta đổi? Tuy nhiên, chúng ta sẽ có một cách khác để chúng ta thay đổi màu sắc nó nhanh hơn, chỉ bằng một công cụ và một số các thao tác rất là đơn giản. Công cụ thay đổi màu sắc mà tôi vừa nói đến ở đây đó chính là Recolor Artwork, hay còn gọi là hộp Exit Color. Đây chính là hộp thoại Recolor Artwork, hay còn gọi là hộp Exit Color, dùng để chỉnh sửa màu sắc theo nhóm. Nó chính là nơi cung cấp các công cụ và các thao tác để chúng ta có thể tạo cũng như là biên tập các nhóm màu, tạo ra các nhóm màu sắc hòa hợp của riêng chúng ta. Với công cụ này, bạn cũng có thể sử dụng để tô màu lại cho đối tượng được lựa chọn và giảm các màu sắc xuất hiện trong đối tượng đó dựa vào thư viện mẫu màu được lựa chọn, nghĩa là dựa trên các cái nhóm màu mà các bạn lựa chọn. Cách để chúng ta khởi động công cụ Exit Color có hai cách. Cách thứ nhất để chúng ta có thể thao tác với lệnh Recolor Artwork hay lệnh Exit Color, đó là chúng ta sẽ vào công cụ của nó bằng con đường đó là vào hộp Color Guide, sau đó chúng ta dẫn đến Exit Color. Các bạn sẽ thấy hình bánh xe màu sắc ở phía dưới này. Phần này tôi đã giới thiệu ở trong bài hướng dẫn thao tác đối với màu sắc ở trong Illustrator rồi. Cách thứ hai để chúng ta có thể khởi động lệnh Exit Color đó là chúng ta sẽ vào bảng màu Swatch. Tuy nhiên các bạn sẽ không nhìn thấy cái vòng tròn màu, cái biểu tượng của cái lệnh Exit Color đấy ở đâu, mà các bạn sẽ phải click vào một nhóm màu bất kỳ. Các bạn sẽ thấy nó nổi lên công cụ Exit Color Group ở đây. Đó chính là công cụ chỉnh sửa màu sắc theo nhóm. Chúng ta sẽ click vào công cụ này. Lúc đấy nó sẽ xuất hiện bảng Exit Color giống như chúng ta vừa lấy ở trong bảng màu Color Guide. Đó chính là hai cách để khởi động lệnh Recolor Artwork hay còn gọi là Exit Color Group, chỉnh sửa màu sắc theo nhóm. Trong hộp thoại Recolor Artwork này nó sẽ có hai tab, một là Exit Color hoặc là Agent. Với hai tab này nó khác nhau như thế nào? Tab thứ nhất, Exit Color, cho phép chúng ta trộn ra các màu sắc của riêng chúng ta, hoặc chúng ta cũng có thể thay đổi các nhóm màu hiện có. Khi chúng ta muốn lưu nhóm màu mới đạo thì chúng ta sẽ click OK và nhóm màu này sẽ tự động được lưu vào trong bảng Swatch dưới dạng nhóm màu. Còn cụ thể, các vị trí của các nút lệnh cũng như là các cái thao tác ở bên trong hộp thoại Exit Color này như thế nào? Thứ nhất, đây chính là nơi nhóm màu được lựa chọn. Cùng với thanh nhóm màu được lựa chọn này, nó sẽ có mũi tên nhỏ ở đây, nó là Harmony Ruler. Đó là danh sách nhóm màu hòa hợp. Các bạn sẽ thấy nó tương tự giống như ở trong Harmony Ruler của Color Guide. Chúng ta cũng có thể thay đổi cái nhóm màu bằng cách chúng ta click vào các nhóm màu trong danh sách nhóm màu này, tùy ý chúng ta. Bên dưới này là vòng tròn màu sắc. Vòng tròn màu sắc này có các cái đốm màu, các điểm màu. Các dấu màu này chính là những màu sắc tương ứng được chọn như cái dãy màu ở trên này. Khi chúng ta click vào các điểm màu này, nó sẽ cho chúng ta thông số ở các hệ màu HSB ở đây. Hoặc chúng ta cũng có thể thay đổi thông số màu dựa trên các hệ màu khác nhau, ví dụ như CMYK hay là RGB, tùy chúng ta lựa chọn. Ở bên phải này, nó cũng chính là cái thông số của các nhóm màu theo hệ CMYK. Phía dưới vòng tròn màu này chúng ta có một số các nút lệnh sau. Nút lệnh thứ nhất đó là nó sẽ hiển thị Display Smooth Color Wheel, nghĩa là hiển thị theo dạng chế độ bánh xe màu chuyển mịn, chuyển mượt. Hoặc là chế độ thứ hai đó là cái bánh xe màu nhưng chuyển theo thang sắc độ, chuyển theo bậc và theo tông. Thứ ba đó là cũng là màu sắc đấy nhưng nó là các cái dải màu thẳng, nó là các mảng màu lớn. Phía bên này, đó là nút lệnh Add Color Tool. Chúng ta có thể sử dụng công cụ này để add thêm màu sắc cho nhóm, hoặc là trừ bớt màu sắc của nhóm, hoặc là link các cái màu sắc này. Ví dụ như bây giờ tôi sẽ add màu sắc. Khi click vào nút này, tôi đặt lên một vị trí bất kỳ, nó sẽ tự động thêm một cái điểm màu, thêm một cái dấu màu. Và cái nhóm màu này số lượng nó sẽ tăng thêm. Đây ạ, ví dụ như này. Đó là chính là nhóm màu hiện hình.
Nếu như trường hợp tôi muốn trừ bỏ dấu màu thì tôi sẽ click vào công cụ Remove Color Tool này để xóa bớt dấu màu, và tôi click vào bất kỳ một màu sắc nào ở trong cái nhóm màu Active này hoặc là các dấu màu ở trên này. Đó, như vậy là nó sẽ trừ bớt màu. Các bạn sẽ thấy ở phía trên cái Active Color này nó sẽ còn số lượng màu ít hơn. Tiếp theo, phía này Unlink Harmony Color, đó là chúng ta sẽ có thể click vào cái này để gỡ link của các dấu màu ở đây. Chúng ta có thể di chuyển, thay đổi riêng lẻ từng màu. Còn nếu như khi chúng ta click vào cái nút link này, nó có dấu link ở đây, thì chúng ta chỉnh sửa thế nào thì nó sẽ đi theo cả nhóm. Tương tự như vậy, các bạn sẽ thấy đối tượng của chúng ta bên ngoài màn hình đấy ạ. Nó cũng sẽ thay đổi màu sắc theo như chúng ta, khi chúng ta xoay đến đâu, màu sắc của đối tượng sẽ thay đổi theo đến đấy. Và chúng ta có thể add thêm nhóm màu chẳng hạn. Ví dụ như thế này. Nếu như chúng ta đồng ý thì chúng ta sẽ click vào nút OK. Nó sẽ hỏi là chúng ta có đồng ý với sự thay đổi cái nhóm màu này không, thì chúng ta có thể yes hoặc no. Cũng với đối tượng như thế này, khi chúng ta click vào nhóm màu và hiện lên công cụ Edit Color ở đây, chế độ thứ hai của Recolor Artwork đó là Action này. Với Tab Action này thì chúng ta sẽ sử dụng như thế nào? Tab Action này cho chúng ta thao tác để lựa chọn và chỉnh sửa các màu sắc từ một nhóm màu hiện có và áp chúng vào đối tượng được lựa chọn trên Edward. Ở đây chúng ta cũng có thể giữ lại các đốm màu và giảm số màu sử dụng trong nhóm đối tượng được lựa chọn. Với cái Tab Action này nó sẽ khác cái Tab Edit một chút, đó là nó thay bằng việc đánh xe màu sắc thì nó sử dụng các cái giải màu, và từ giải màu đấy chuyển thành màu gì nó sẽ chỉ thị cho chúng ta cụ thể. Đó là ví dụ như từ màu ốc này chuyển sang thành màu xanh, hoặc là từ xanh nhạt chuyển sang tông tím. Ví dụ như vậy, nó chỉ thị trực tiếp cho chúng ta để chúng ta biết rằng màu nào nó sẽ thay thế bằng màu nào, và chúng ta cũng có thể thay đổi trật tự của các màu đó. Ví dụ, có thể đảo vị trí màu bằng cách click nút ở bên dưới này. Bên dưới này nó có nút để chúng ta thay đổi đảo tự của thứ tự đổi màu. Cái nút này đó là đảo theo thứ tự. Các bạn có thể nó đảo màu theo chế độ lần lượt, hoặc là chúng ta có thể đảo màu theo chế độ ngẫu nhiên. Ở đây, đảo màu sắc ngẫu nhiên bất kỳ. Hoặc chúng ta cũng có thể thay đổi màu sắc theo ý chúng ta muốn bằng cách chúng ta đặt con trỏ chuột vào màu sắc đấy và chúng ta kéo đến một cái vị trí bất kỳ nào đó, kéo và thả. Các bạn sẽ thấy ạ, ở đây chúng ta cũng có thể tham khảo với thư viện mẫu màu để áp dụng cho đối tượng của chúng ta bằng cách chúng ta lựa chọn một cái nhóm màu nào đấy. Còn ngoài ra thì các bạn cũng có thể giảm trừ cái số màu bằng cách chúng ta click vào cái số lượng màu ở đây. Đây chính là nơi để chúng ta thay đổi số lượng màu. Khi chúng ta đổi màu sắc đến một cái nhóm màu nào đấy mà chúng ta ưng ý, chúng ta cũng có thể lưu vào trong bảng màu swatch bằng cách chúng ta click vào New Color Group ở đây. Nó sẽ tự động thêm vào trong cái bảng màu swatch cho chúng ta. Sau khi vừa ý thì chúng ta sẽ click OK. Như vậy là đối tượng chúng ta đã được thay đổi màu sắc theo nhóm một cách rất là đơn giản, dễ dàng, chỉ bằng một số cái thao tác, thay vì việc là chúng ta phải lựa chọn từng màu một. Công cụ Recolor Artwork rất là hữu hiệu, chúng ta sử dụng để thay đổi chỉnh sửa màu sắc theo nhóm mà không làm ảnh hưởng đến đối tượng, và chúng ta sẽ thao tác rất là nhanh. Ví dụ bây giờ chúng ta có đối tượng như thế này, tôi sẽ thay đổi màu sắc theo nhóm để tạo ra một đối tượng mới, hoặc là tôi click vào Edit. Sau khi ưng ý thì tôi click OK. Nếu như không đồng ý lưu màu thì chúng ta cũng nghĩa là màu sắc nó vẫn sẽ áp dụng với đối tượng, nhưng nó chỉ không lưu ở trong bảng màu rõ thôi. Sau khi đổi được màu cho đối tượng rồi, thay đổi đối tượng đấy, kích thước đối tượng. Tôi có thể giảm trừ số lượng màu còn 3 chẳng hạn, đổi màu sắc cho nó 3.
sau khi chúng ta đã có nhóm đối tượng, chúng ta cũng có thể kết hợp để sử dụng là pattern. Như vậy là tôi đã vừa dạy các bạn cách sử dụng công cụ V-Color Artwork cũng như là công cụ Exit Color để thao tác và chỉnh sửa màu sắc theo nhóm. Chúng ta có thể áp dụng cái thao tác này trong quá trình thiết kế sản phẩm để tạo ra các nhóm màu sắc mới cho riêng chúng ta. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau.